Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Lươn là một loại thủy sản rất được thị trường ưa chuộng vì lươn có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, các loại vitamin và khoáng chất. Hình thức nuôi lươn hiệu quả và phổ biến hiện nay là nuôi trên bể không bùn. Nuôi lươn thương phẩm không bùn hiện đang là mô hình mang lại hiệu quả cho người nuôi. Bởi mô hình này ít tốn thời gian, dễ áp dụng kỹ thuật nhưng lại cho thu nhập cao. Hôm nay, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con chăn nuôi kỹ thuật nuôi lươn thương phẩm không bùn mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Về bể nuôi, lươn có thể được nuôi trong bể xi măng, bể composite hoặc bể được lót bạt. Hoặc người nuôi có thể tận dụng các chuồng nuôi heo cũ không sử dụng đến để nuôi lươn. Diện tích phù hợp khoảng 5 đến 10 m2, xây tường quanh bể với chiều dài khoảng 0,8 đến 1 m. Thành bể cao 0,8 đến 1 m, có độ dày 10 đến 15 cm, độ sâu mức nước 0,2 đến 0,4 m. Vật liệu xây bể có thể làm bằng gạch, đá. Toàn bộ mặt trong của bể cần lát gạch hoặc làm trơn láng bằng xi măng. Bể nuôi cần có cống thoát nước để tiện cho công việc chăm sóc và thay nước. Mặt đáy nghiêng về phía thoát nước khoảng 2,5 đến 3 cm. Miệng cống phải bịt lưới, tránh lươn chui trốn ra ngoài. Phía trên bể được lợp bằng mái tre. Và mặt nước của bể có thể thả bèo để chống nắng, thuận lợi cho sự phát triển của lươn. Nhiệt độ nước thích hợp để nuôi lươn là 25 đến 27 độ C, pH đạt 7,0 đến 8,5. Ngoài ra, bể nuôi lươn thương phẩm nên có một bể chứa nước để lọc và thay nước lúc cần thiết. Có thể làm giá thể để lươn trú ẩn bằng những dây ni lông bó thành chùm hoặc ống tre, gạch, gỗ. Người nuôi cần lưu ý. Đối với bể cũ, sau khi thu hoạch xong, cần tháo cạn nước, rửa sạch bể và phơi trong khoảng thời gian 25 đến 30 ngày, kết hợp hòa vôi bột quét mặt trong của bể. Mục đích là để tiêu diệt các mầm bệnh trong bể nuôi. Đối với bể mới xây, sau khi cấp nước vào bể, người nuôi tiến hành ngâm với thân cây chuối hột trong khoảng thời gian 10 đến 15 ngày, sau đó xả bỏ rồi rửa lại bằng nước sạch. Làm 2 đến 3 lần rồi mới tiến hành cấp nước vào bể nuôi. Về khâu chọn giống, thời vụ thả lươn thường vào tháng 3 đến tháng 4 dương lịch. Hiện có hai nguồn lươn giống để người nuôi có thể lựa chọn là lươn ngoài tự nhiên và lươn được sinh sản nhân tạo hay bán nhân tạo. Người nuôi nên chọn con giống có trọng lượng đồng đều, khỏe mạnh, màu sắc tươi sáng, lưng có màu vàng thẫm, bơi nhanh nhẹn, da không bị xây xước, mất nhớt. Với cỡ giống khoảng 40 đến 50 con trên 1 kg, nên thả với mật độ là 80 đến 160 con trên mét vuông. Trước khi thả, nên cho lươn tắm nước muối có nồng độ 2 đến 3% trong khoảng 5 đến 10 phút để khử trùng lươn con và loại bỏ ký sinh trùng, đồng thời sát trùng vết thương do xây xước trong quá trình đánh bắt hay vận chuyển. Thời điểm thả thích hợp là lúc trời mát, thả nhẹ nhàng vào bể. Bà con lưu ý, nguồn giống nuôi chủ yếu được khai thác từ giống tự nhiên, nên cần có bể thuần, phân cỡ trước khi đưa vào nuôi thương phẩm. Trong 1 đến 2 ngày đầu không cho lươn ăn, để tạo điều kiện thích nghi với môi trường nuôi nhốt. Mật độ thuần 3 đến 5 kg trên mét vuông. Về chăm sóc, thức ăn cho lươn có hai loại là thức ăn công nghiệp và thức ăn tự nhiên. Lươn có sinh trưởng và phát triển tốt hay không, phần lớn phụ thuộc vào hai loại thức ăn này. Thức ăn của lươn chủ yếu là cá tạp, giun, ốc, hến, do lươn cần nhu cầu protein cao, ít nhất đạt 30% khẩu phần ăn của chúng. Vì thế, có thể cho lươn ăn khoảng 6 đến 7 phần nghêu, ốc, hến hoặc cá tạp, cộng với 3 đến 4 phần cám từ gạo, ngô, bột sắn. Thức ăn nên hấp chín, định kỳ bổ sung thêm men tiêu hóa, vitamin C với liều lượng 4 đến 5g trên kg thức ăn, hoặc trộn tỏi vào thức ăn với lượng 4 đến 5g trên kg thức ăn, để tăng sức đề kháng và phòng bệnh cho lươn. Đặc tính của lươn là ăn vào ban đêm. Do đó, ban đêm cho lươn ăn lượng thức ăn khoảng 80%, còn 20% cho ăn vào ban ngày. Mỗi sáng thay nước cho lươn một lần. Giai đoạn một tuần đầu, cho lươn ăn hoàn toàn vào buổi tối. Sau đó, từ từ tập cho lươn ăn sớm hơn. Khi lươn ăn mạnh, có thể cho lươn ăn 2 lần mỗi ngày, với lượng 5 đến 7% trọng lượng cơ thể của lươn. Sau khoảng 3 đến 4 giờ cho ăn, kiểm tra lại sàng ăn để xem khả năng bắt mồi của lươn, để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp ở lần kế tiếp. Khi lươn trưởng thành, mỗi ngày cho ăn một lần vào buổi chiều mát. Sau khi cho lươn ăn khoảng 2 giờ, nên kiểm tra lượng mồi trong sàng để vớt bỏ thức ăn thừa, rác bẩn trong bể nuôi. Về quản lý, bà con định kỳ kiểm tra các yếu tố môi trường như pH, oxy, NH3 trước và sau mỗi kỳ thay nước bể nuôi. Từ tháng thứ nhất đến tháng thứ hai, thay 100% nước 1 đến 2 ngày một lần trong bể nuôi. Mỗi tháng nên kiểm tra, phân loại cỡ lươn để thuận tiện trong việc chăm sóc và tránh hiện tượng ăn thịt lẫn nhau. Trong quá trình nuôi, phải thường xuyên quan sát, nếu con nào bị xây sát phải tách riêng để chữa trị. Khi phát hiện lươn có dấu hiệu bất thường như lươn ăn ít, một số con bơi tách đàn hoặc ngóc đầu lên, cần tìm nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời.
Dùng thuốc tín KMNO4 với lượng 2-3g trên mét khối nước, định kỳ 2 tuần một lần, tạt đều khắp bể để phòng bệnh cho lươn, hoặc sử dụng một số chế phẩm sinh học phù hợp với lươn. Sau thời gian nuôi 3-4 tháng, lươn đạt kích cỡ thương phẩm thì tiến hành thu hoạch. Trước khi xuất bán, nên cho lươn nhịn ăn một ngày. Sau khi thu hoạch, cần vệ sinh bể sạch sẽ để chuẩn bị nuôi lứa tiếp theo. Dr. Vet đã vừa cùng bà con chăn nuôi, tìm hiểu về kỹ thuật nuôi lươn thương phẩm không bùn. Cần hỗ trợ hay tư vấn thêm, bà con có thể liên hệ số điện thoại hotline của Dr. Vet 0982220717. Chúc bà con chăn nuôi thành công, xin chào và hẹn gặp lại!